Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 33. Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa Ê-sau dẫn 400 người đi đến. Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên và cho hai tên đòi. Sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước, kế đến Lê-a và con cái nàng. Ra-chên cùng Giô-sép ở sau chót. Còn người thì đi trước họ và sắp mình xuống đất 7 lần, cho đến khi tới gần anh mình. Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc. Đoạn Ê-sau nhướng mắt lên, thấy mấy người đàn bà và con cái thì hỏi rằng, các người mà em có đó là ai? Đáp rằng, ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh. Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống. Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống. Đoạn Ra-chin và Giô-sép lại gần và sấp mình xuống. Ê-sau hỏi, toán quân anh đã gặp đi trước đó em tính làm chi? Đáp rằng, ấy để nhờ được ơn trước mặt Chúa tôi. Ê-sau nói, hỡi em, anh đã được đủ rồi, vậy hãy lấy lại vật chi của em đi. Thưa rằng, xin anh không, nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhậm lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi. Vì em thấy được mặt anh, khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. Xin anh hãy nhậm lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến đổi phải chịu nhậm lấy. Ê-sau nói, hè, ta hãy lên đường, anh sẽ đi trước em. Gia-cốp đáp, Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú. Nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết. Xin Chúa hãy đi trước kẻ tôi tới Chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà Chúa tại xứ Seir. Ê-sau nói, vậy anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng, chi vậy, miễn em được nhờ ơn trước mặt Chúa thôi. Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Seir. Gia-cốp đi đến Sukkot, bèn cất một nhà cho mình ở và mấy cái lều cho súc vật, cho nên họ đặt tên chốn này là Sukkot. Gia-cốp ở xứ Phadan Aram đến thành Sichem thuộc về xứ Canaan được bình an, người đóng trại trước thành. Bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại giá 100 miếng bạc của con Hemo cha Sichem. Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là En Ohe Israel. Chương 34. Nàng Dina, con gái của Lê-a, sinh cho Gia-cốp đi ra thăm bọn con gái của xứ đó. Si-chem, con trai Hê-mô người Hê-vít, hoàng tử xứ đó, thấy nàng thì cướp đi, nằm với nàng và làm điếm nhục nàng. Tâm hồn chàng vấn vít cùng Dina, con gái Gia-cốp, thương mến con gái tơ đó, lấy lời ngon ngọt nói cùng nàng. Si-chem nói cùng Hê-mô cha mình rằng, hãy cho tôi con gái này làm vợ. Vả Gia-cốp hay được rằng chàng làm hư danh giá Dina con gái mình. Nhưng các con trai mình mắc ở ngoài đồng cùng súc vật, nên người làm thinh đến khi họ trở về. Lúc đó Hê-mô cha Si-chem đến cùng Gia-cốp đặng nói chuyện cùng người. Các con trai Gia-cốp ở ngoài đồng trở về, vừa hay được việc ấy bèn nổi nóng và giận lắm vì việc ô danh mà Si-chem đã xui cho họ Israel nằm cùng con gái của Gia-cốp là việc chẳng bao giờ nên làm. Hê-mô nói cùng họ rằng, tâm hồn Si-chem con trai tôi đã gian díu cùng con gái các ông, xin hãy gả nàng cho nó làm vợ. Hãy kết xui gia cùng nhau, các ông gả con gái cho chúng tôi rồi cưới các con gái chúng tôi lại. Hãy ở cùng chúng tôi, xứ sẵn dành cho các ông, hãy ở buôn bán và dựng cơ nghiệp tại đó. Si-chem thưa cùng cha
và các anh em của người con gái rằng: Xin cho tôi được ơn trước mặt các ông, và điều chi các ông nói tôi xin nạp cho. Xin hãy đòi một lễ cưới cho lớn, xích nghi cho cao, tôi xin nạp theo y lời các ông nói. Nhưng hãy gả con gái đó cho tôi làm vợ. Các con trai Gia-cốp đáp lại cùng Si-chem và Hê-mô cha chàng, cùng dùng mưu nói chuyện với họ, vì Si-chem đã làm mất danh giá của Đi-na em gái mình. Các người ấy nói rằng: Gả em gái chúng tôi cho ai chẳng chịu phép cắt bì, ấy là một việc chúng tôi làm không được, vì sẽ là một nỗi nhút nha cho chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ nhậm lời các ông được, là khi nào các ông trở nên giống như chúng tôi, tức là mọi người nam chịu phép cắt bì. Vậy chúng tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho các ông, và sẽ cưới con gái các ông lại. Đoạn ta sẽ ở chung nhau, thành ra một dân mà thôi. Còn nếu không khứng nghe theo lời và không chịu phép cắt bì, thì chúng tôi bắt con gái lại và đi ở nơi khác. Bao nhiêu lời họ nói làm cho đẹp dạ Hê-mô và Si-chem con trai người. Chàng trẻ tuổi đó không ngần ngại các việc họ đã định, vì con gái của Gia-cốp đẹp lòng chàng. Vả chàng đây là một người quý trọng hơn mọi người trong nhà cha mình. Vậy Hê-mô và Si-chem con trai người đi đến cửa thành mình, nói cùng dân trong thành như vậy: Các người đó ăn ở hòa thuận giữa vòng chúng ta, vậy cho họ ở trong xứ đặng buôn bán. Này, xứ cũng rộng cho họ ở. Chúng ta sẽ cưới con gái họ làm vợ, và gả các con gái chúng ta lại. Nhưng họ bằng lòng ở cùng chúng ta đặng thành một dân, miễn khi nào các người nam trong bọn mình phải chịu phép cắt bì, chính như mọi người nam của họ vậy. Thế thì há rằng các súc vật, các tài sản và các bầy của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Thôi, ta hãy nhận theo họ điều đó đi, để họ ở chung cùng chúng ta. Mọi người đi ra cửa thành mình đều nghe theo lời Hê-mô và Si-chem con trai người, và hết thảy người nam đi ra cửa thành mình đều chịu phép cắt bì. Đến ngày thứ ba, khi mọi người đang đau đớn, thì hai con trai Gia-cốp là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh nàng Đi-na, cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai nấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hê-mô và Si-chem con trai người, đem nàng Đi-na ra khỏi nhà Si-chem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá em gái mình, nên các con trai Gia-cốp xông vào những xác chết và phá cướp thành, bắt các bầy chiên, bò, lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật, các con trẻ và đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà vậy. Gia-cốp bèn nói cùng Si-mê-ôn và Lê-vi rằng: Bay xui cho tao bối rối, làm cho dân xứ này là người Ca-na-an và người Phê-rê-xít oán ghét tao vậy. Tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao, thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng: Chúng tôi nỡ chịu người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ sao? Chương 35. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau anh ngươi. Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Đoạn chúng ta hãy trỗi dậy đi đến Bê-tên. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Họ bèn đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình và các vòng đeo nơi tai, rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây dẻ bột gần thành Si-chem. Đoạn chúng khởi hành. Đức Chúa Trời bèn giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp. Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-sơ là thành Bê-tên, thuộc về xứ Ca-na-an. Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này En Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình. Khi đó Deborah, mụ vú của Rebecca qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc dẻ bột, nhưng đó người ta gọi là cây Alon Bakuk. Khi ở xứ Phadan Aram đến, Đức Chúa Trời lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là Israel. Rồi Ngài đặt tên người là
Israel. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng, ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều. Một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra. Xứ ta đã cho Abraham và Isaac, thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi. Đức Chúa Trời bèn ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán cùng Gia-cốp. Người dựng một cây trụ đá tại nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào. Đoạn Gia-cốp đặt tên nơi Đức Chúa Trời đã phán cùng mình là Bê-tên. Ở từ Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn. Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ chi, vì nàng còn một con trai nữa. Vả, bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Benoni, còn cha nó lại đặt tên là Benjamin. Vậy Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bethlehem. Gia-cốp dựng một mộ bia, ấy là mộ bia của Ra-chên, đến ngày nay hãy còn di tích. Kế đó, Israel đi đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đê. Vả nhằm khi Israel ngủ tại xứ này, thì Ruben có đến nằm cùng Bila, vợ lẽ của cha mình. Israel hay được việc đó. Vả Gia-cốp có được 12 con trai. Con của Lea là Ruben, trưởng nam của Gia-cốp. Kế nữa là Simeon, Levi, Juda, Issachar và Sabulon. Con của Ra-chên là Joseph và Benjamin. Con của Bila đòi của Ra-chên là Dan và Nephtali. Và con của Sinba đòi của Lea là Gad và A-xe. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Pha-đan Aram. Gia-cốp đến cùng Isaac cha mình ở Mamre, tại thành Kiriath Araba, tức là Hebron, nơi Abraham và Isaac đã kiều ngụ. Isaac hưởng thọ được 180 tuổi, người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Esau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người. Chương 31. Lời của Lemuel, các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người. Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta nên nói điều gì với con? Chớ phó sức lực con cho người đàn bà, đừng ở theo con đường gây cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lemuel, chẳng xứng hiệp cho các vua, chẳng xứng hiệp cho các vua uống rượu, hay là cho các quan trưởng nói rằng vật uống say ở đâu. E chúng uống, quên luật pháp và làm hư sự xét đoán của người khốn khổ chăng? Hãy ban vật uống say cho người gần chết và rượu cho người có lòng bị cay đắng. Họ hãy uống và quên nỗi nghèo khổ mình, chẳng nhớ đến điều cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng mình binh kẻ câm và duyên cớ của các người bị để bỏ. Khá mở miệng con, xét đoán cách công bình và phân xử phải nghĩa cho người buồn thảm và nghèo nàn. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu huê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và cắt công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bèn mua nó được. Nhờ hoa lợi của hai tay mình, nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đèn nàng chẳng tắt. Nàng đặt tay vào con quay và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những chăn mền.
áo sống nàng đều bằng vải gai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành, chồng nàng được chúng biết khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ. Nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bèn vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tắc nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng có sắc đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biến nhát. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Chương 17. Gánh nặng về Đa-mách. Này Đa-mách bị trừ ra, không kể làm thành nữa, và sẽ trở nên một đống đổ nát. Các thành A-rô-e bị bỏ hoang, sẽ làm chỗ cho bầy chiên nằm nghỉ, chẳng ai kinh động. Đồn lũy của Ê-phra-im sẽ chẳng còn. Ngôi nước của Đa-mách và dân sót của Syri cũng vậy, khác nào sự vinh hiển của con cái Israel. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xảy ra trong ngày đó, sự vinh hiển của Gia-cốp sẽ giảm đi, xác thịt mập mạp đổi ra gầy ốm. Sẽ xảy ra như con gặt túm các ngọn lúa, rồi dùng cánh tay cắt lấy bông, lại như những giá lúa mót được ở nơi trũng Rê-pha-im vậy. Nhưng sẽ còn sót lại như là của mót, khác nào khi người ta rung cây olive còn 2-3 trái trên chót nhánh rất cao, hoặc 4-5 trái trên những nhành xa của cây sai chiếu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán vậy. Trong ngày đó, người ta sẽ ngó về đấng tạo mình và mắt trông thẳng đến đấng thánh của Israel. Họ sẽ không còn say mắt về các bàn thờ là công việc của tay mình, và không còn ngó các đồ vật bởi ngón tay mình chế ra, hoặc các tượng ác tạc tê, hoặc các trụ mặt trời. Trong ngày đó, các thành bền vững của nó sẽ giống như những nơi đổ nát, hoặc trong rừng, hoặc trên đỉnh núi, là những nơi đã bị bỏ hoang trước mặt con cái Israel. Xứ này sẽ bị bỏ hoang vậy. Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi. Vậy nên, ngươi trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác giống. Đang ngày ngươi trồng thì rào dậu, vừa lúc ban mai làm cho hột giống nở hoa. Nhưng trong ngày buồn bực rầu rĩ thì mùa màng mất ráo. Ôi, các dân đông đảo làm xôn xao là dường nào, khác nào như biển gầm. Các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ mạnh. Thật, các dân tộc chạy xông tới như nhiều nước đổ ầm ạt. Nhưng Ngài sẽ quở trách họ thì đều trốn xa, bị đùa đi như rơm rác trên núi khi gió thổi, như luồng bụi gặp cơn bão. Đang buổi chiều, này có sự sợ hãi, kịp trước khi ban mai đã thành ra hư không. Ấy là phần của kẻ đã bóc lột chúng ta, là số phận xảy đến cho kẻ cướp chúng ta vậy. Chương 18. Ôi, đất đập cánh ào ào kia là đất ở bên kia các sông của Cúc. Sai sứ vượt biển, cởi thuyền bằng lau đi trên mặt nước. Hỡi các sứ giả nhậm lẹ kia, hãy đi đến nước người cao da mỡn, đến dân đáng kính sợ từ khi lập nước trở đi, đến dân hay cân lường và dày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Hỡi các ngươi hết thảy là dân thiên hạ ở trên đất kia, vừa khi cờ dựng trên núi hãy xem, vừa khi kèn thổi hãy nghe. Và Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy: ta sẽ ở yên lặng và ở từ chỗ ta ngự mà xem, như ánh nắng sáng sủa, như mây ngút trong nắng mùa gặt. Nhưng trước ngày gặt, khi mùa hoa đã cuối và hoa nho thành trái hầu chín, thì Ngài sẽ dùng liềm cắt những nhánh, tỉa bỏ những nhánh rậm lá. Chúng nó sẽ cùng nhau bị bỏ lại cho chim ăn thịt trong núi và cho cả thú vật trên đất.
những chim ăn thịt đó sẽ dùng mà qua mùa hạ, và những thú vật trên đất sẽ dùng mà qua mùa đông. Trong lúc đó, dân người cao da mỡn, tức là dân đáng kinh sợ từ khi lập nước trở đi, là dân hay cân lường và dày đạp, là nước mà có những sông chia đất nó. Chính dân ấy sẽ đem lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va vạn quân trong nơi thánh Đức Giê-hô-va vạn quân ngự, là núi Si-ôn. Chương 19. Gánh nặng về Ai Cập. Này, Đức Giê-hô-va cởi đám mây mau kiếp đến Ai Cập. Các thần tượng của Ai Cập đều run rẩy trước mặt Ngài. Lòng Ai Cập sẽ tan chảy giữa nó. Ta sẽ xui người Ai Cập đánh người Ai Cập. Anh em nghịch cùng anh em, lân cận nghịch cùng lân cận, thành nghịch cùng thành, nước nghịch cùng nước. Tâm thần Ai Cập sẽ luộn bại giữa nó. Ta sẽ phá tan mưu trước nó. Bây giờ chúng nó sẽ cầu hỏi các thần tượng cùng thuật sĩ, kẻ kêu hồn cùng thầy bói. Ta sẽ phó dân Ai Cập trong tay chúa hung dữ, và một vua bạo ngược sẽ cai trị chúng nó. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nước biển sẽ tắt, sông cạn và khô. Các sông sẽ trở nên hôi thối, ngòi rạch rặt xuống và khang đi, sậy lau đều chết héo. Các đồng cỏ ở bờ sông Ni-lơ cùng hết thảy đồng ruộng đã gieo của nó đều héo khô, bị thổi đi không còn nữa. Những người đánh cá sẽ than vãn, mọi kẻ buông câu nơi sông Ni-lơ đều rên xiết, và kẻ thả lưới trên các dòng nước đều âu sầu. Những kẻ làm vải gai mịn và những kẻ dệt vải trắng đều xấu hổ. Các trụ của Ai Cập đều bị gãy, hết thảy thợ thầy đều có lòng lo. Các quan trưởng ở Soan rất đần độn, mưu sĩ rất khôn ngoan của Pharaon chỉ bày ra kế dại khờ. Sao các ngươi nói cùng Pharaon rằng: tôi là con các bậc hiền triết, con các vua đời xưa? Vậy thì các bậc hiền triết ngươi ở đâu? Các bậc ấy hãy cho ngươi biết đi. Các bậc ấy nên biết Đức Giê-hô-va vạn quân đã định gì về Ai Cập. Các quan trưởng ở Soan đã nên dạ dột, các quan trưởng ở Nốt bị lừa dối. Những người làm hòn đá góc của các chi phái Ai Cập đã làm cho nó lầm lạc. Đức Giê-hô-va đã xen sự trái ngược vào giữa nó, nên chúng nó làm cho Ai Cập sai lầm trong mọi việc, như người sai vừa mửa vừa đi siêu tó. Chẳng có việc gì mà đầu và đuôi, cây kè và cây lau sẽ làm ra được cho Ai Cập cả. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ giống như đàn bà, thấy tay Đức Giê-hô-va vạn quân vung lên trên mình thì run rẩy sợ hãi. Bây giờ đất Giu-đa sẽ nên sự kinh hoàng cho Ai Cập. Hễ khi người ta xưng tên ấy ra trước mặt ai thì nấy sợ khiếp, vì ý chỉ của Đức Giê-hô-va vạn quân đã định nghịch cùng nó. Trong ngày đó, tại xứ Ai Cập sẽ có 5 thành nói tiếng Canaan và chỉ Đức Giê-hô-va vạn quân mà thề. Trong đó có 1 thành gọi là thành hủy diệt. Trong ngày đó sẽ có 1 bàn thờ cho Đức Giê-hô-va ở giữa xứ Ai Cập, và có 1 trụ cho Đức Giê-hô-va nơi bờ cõi nó. Ấy là dấu và chứng cho Đức Giê-hô-va vạn quân tại xứ Ai Cập. Bởi chân chúng sẽ kêu đến Đức Giê-hô-va vì cớ kẻ bạo ngược, và Ngài sẽ sai 1 đấng cứu và binh vực để giải thoát họ. Đức Giê-hô-va sẽ cho Ai Cập biết Ngài. Trong ngày đó, người Ai Cập sẽ biết Đức Giê-hô-va. Ắt họ sẽ dâng hy sinh và của lễ mà thờ phượng Ngài, lại khấn nguyện cùng Đức Giê-hô-va và hoàn nguyện. Đức Giê-hô-va sẽ đánh Ai Cập, đánh rồi lại chữa lành. Họ sẽ trở về cùng Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nghe lời họ cầu nguyện và chữa lành cho. Trong ngày đó sẽ có con đường cái đi từ Ai Cập đến Assyri. Người Assyri sẽ đến Ai Cập, người Ai Cập sẽ đến Assyri. Người Ai Cập và người Assyri đều cùng nhau thờ phượng Đức Giê-hô-va. Trong ngày đó, Israel sẽ hiệp cùng Ai Cập và Assyri làm 3, đặng làm nên nguồn phước giữa thiên hạ. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân đã chúc phước cho họ mà rằng: Ai Cập dân ta, Assyri công trình của tay ta, Israel gia tài ta, đều hãy được phước.
cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.